tiết lộ lý do khiến người mẹ chê bai xối xả đối phương của bạn gái giữa trường quay, thì ra đã ác cảm ngay trước khi bước vào. Ấn tượng không tốt về chàng trai khiến người mẹ như bùng nổ khi bước vào khu vực quay hình của show hẹn hò, từ đó bà mất luôn sự kiềm chế tối thiểu, với hàng loạt phát ngôn mang tính xúc phạm được tuôn ra. Đi cùng con gái tham gia show hẹn hò, người mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành nhân vật gây bức xúc. Mặc dù con gái đã 35 tuổi và có mong muốn tìm kiếm người thương, nhưng khi được MC hỏi ý kiến, người mẹ đã khiến cho tất cả choáng váng với loạt phát ngôn thiếu kiềm chế của mình. Thái độ thiếu tôn trọng của người mẹ dành cho chàng trai, trong khi người chơi nam chỉ vừa giới thiệu tên tuổi và nghề nghiệp, người mẹ đã dựa vào đó mà phán xét nặng nề. Người này còn có nhiều biểu cảm khiến người xem cho là quá thiếu tôn trọng người khác. Ở tình huống này, người mẹ còn bị chỉ trích khi con gái đang tham gia một chương trình hẹn hò được phát sóng tiếp cận hàng triệu người, nhưng bà đã thao thao bất tuyệt với những chia sẻ xúc phạm đối phương của con gái. Một số phát ngôn gây phẫn nộ của người mẹ về chàng trai mà con gái mình được ghép đôi trong show hẹn hò: cậu này nói nhỏ quá, không biết ở ngoài sao, 3 đến 4 mối tình nói chuyện gì nhỏ quá, mấy cô gái chạy hết tôi đi theo tôi ủng hộ nó, con gái phóng viên cũng mong tìm người chọn được mà bước vô trường quay, tôi thấy chú này là tôi không chấm được cái gì hết trơn, chú cao 1m mấy, lý do con gái tôi bị ế là cho tôi kén. Tôi kỳ nhất là nhỏ tuổi, không hạnh phúc. Chú ngắn ý nói chiều cao, phóng viên và nhỏ tuổi hơn nữa nhìn chú này là tôi không ưng trong bụng. Nói thiệt nha, người ta tuổi này là luật sư, thạc sĩ còn chú này tuổi này nhà chưa có, chú này chắc thuộc dạng đó rồi. Vô đây 15 năm mà chưa có sự nghiệp là chú này coi như là cũng dạng gì rồi. Người mẹ thậm chí còn phán xét đối phương bằng từ ngữ nặng nề, nào là dạng này, không chấm được, không ưng bụng và dùng tay chỉ thẳng mặt người chơi. Mới đây, nhiều người phát hiện trong đoạn clip hậu trường mà ban tổ chức chia sẻ, chính người mẹ đã tiết lộ lý do khiến mình đổ quậu với chàng trai mà chương trình sắp xếp. Và nguyên nhân chắc hẳn sẽ khiến nhiều người ngã ngửa bởi nó chẳng đâu vào đâu, thậm chí còn bị xem là hết sức trời ơi. Theo đó, bà cho biết lý do khiến mình không thích chàng trai của ban tổ chức sắp xếp là do thầy bói đã nói rồi. Tôi bước vô tôi nhìn chú này là tôi không chấm được cái gì rồi. Cái tuổi này 1987, có người sự nghiệp đi lên, có người sự nghiệp đi xuống mà phá sản. Không có lo vợ, lo con gì đâu, cái tuổi này ấy bà nói. Nói chung tôi không có dị đoan nhiều, tại vì cũng có người sinh năm 1987 cũng thích con tôi nhưng tôi không cho coi mắt. Bởi vì tôi đi coi xem bói phóng viên thì người ta nói, cái tuổi này có lấy về cũng ly dị, cái tuổi này là không hợp. Ai đẻ trước nó thì mới thương nó, còn ai đẻ sau thì có lấy về cũng chia tay, bà nói thêm. Nói ra để người khác thông cảm về hành động của mình, nhưng có lẽ sau khi biết lý do, người xem càng bó tay với người mẹ kỳ quặc này. Xem thêm, chắc con gái 35 tuổi tham gia show hẹn hò, người mẹ bị chỉ trích đỉnh cao vô duyên, khi vừa bắt đầu đã phán xét người chơi sắp mặt, bước vô thấy là không chấm được rồi,